hành trình lột xác mùa năm đã chính thức trở lại với hơn 3.000 hồ sơ đăng ký. 50 thí sinh được chọn bước vào vòng casting. Em không cháy lên ngay bây giờ thì que diêm của em sẽ lụi tàn. Em phải sống, chỉ có em sống thì gia đình em mới vui thôi. Mẹ không muốn nghe cái điều đấy. Từ bé mẹ đã cảm nhận rồi nhưng mẹ không muốn nghe cái điều đấy. Như vậy, sau 48 giờ casting, 48 giờ chứng tỏ mình với ban giám khảo, top 20 thí sinh chính thức lộ diện. Nguyễn Thị Bé, Cầu Tùng, Đỗ Thị Bình, Hà Nội, Nguyễn Kim Phượng, Đắk Lắk, Vũ Thị Hợp, Quảng Ninh, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Tây Ninh, Nguyễn Thị Bích Ngân, Trà Vinh, Nguyễn Thị Nga, Vĩnh Phúc, Nguyễn Thanh Nhân, Kiên Giang, Trần Thanh Hiền, Hà Nội, Phạm Thị Diệu Thúy, Bạc Liêu, Vũ Thị Huyền, Nam Định, Bùi Văn Quang, Sơn La, Vũ Thị Mỹ, Nghệ An, Thị Tý, Kiên Giang, Trần Thị Thu Hiền, Bình Dương, Phan Thị Phúc, Thừa Thiên Huế, Nguyễn Thị Hằng, Bắc Ninh, Mạc Thị Thái, Bắc Giang, Trần Thị Thủy, Hải Dương, Võ Văn Nam, Hà Tĩnh, Lê Phú Vũ, Thừa Thiên Huế. Ai sẽ lọt vào top 10 và nhận vé lột xác 500 triệu? Quyết định nằm trong tay bạn. Thay đổi chân dung, mở lối ước mơ. Bình chọn người xứng đáng và nhận quà tặng tri ân hấp dẫn. 10 suất thẩm mỹ miễn phí trị giá 50 triệu đồng. Giảm ngày 30% dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ cho tất cả khán giả tham gia bình chọn. Hãy bình chọn ngay, truy cập top20.hanhtrinhlotxac.vn.